3. Phẩm Bảo Tháp. Bấy giờ trời Đế Thích vân vân trong chúng chư thiên cõi dục, Đại Phạm Vương vân vân trong chúng chư thiên cõi sắc, và các thần tiên khác vui mừng hớn hở, đồng một lúc cao giọng sướng lên: lạ thay, tánh của các pháp sâu xa vi diệu, Như Lai xuất hiện ở đời dùng năng lực thần thông gia bị thiện hiện vân vân, tuyên thuyết chỉ dạy. Nếu các Bồ Tát không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chúng ta sẽ cung kính cúng dường vị đó như Phật Thế Tôn. Khi ấy Phật bảo chư thiên vân vân. Đúng như vậy, nếu các Bồ Tát không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chư thiên các ông nên cúng dường như Phật Thế Tôn. Chư thiên nên biết, thuở xưa ta đối với Phật Nhiên Đăng, ở đầu ngã tư đường, nơi Vương Đô Liên Hoa, thấy Phật Nhiên Đăng, ta dâng năm cảnh hoa và trải tóc che bùn, nghe pháp yếu chân chánh, chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Như Lai kia thọ ký cho ta, ngươi ở đời sau trải qua vô số kiếp sẽ thành Như Lai, hiệu là Năng Tịch, tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Chư thiên vân vân đồng bạch Phật: thật lạ thay, kính bạch Thế Tôn, hiếm có thay, kính bạch Thiện Thệ, Bát Nhã Ba La Mật Đa này đầy đủ oai thần lớn, làm cho các Bồ Tát mau có thể phát sanh và hộ trì trí nhất thiết trí. Khi ấy Thế Tôn biết bốn chúng chư thiên vân 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 tập, đồng chứng minh cho họ, nên bảo với trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại biên chép giảng thuyết cho người, thì ma và quyến thuộc cùng nhân phi nhân vân vân rình tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được, và tai họa tật dịch cũng không thể làm hại được. Các thiên tử nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chưa lắng nghe thọ trì đọc tụng kỹ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nên đi đến chỗ thiện nam tử thiện nữ vân vân này, chí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng cho thật lầu thông và giảng thuyết lại cho người khác. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng thuyết cho người khác, thì ở nhà trống hoặc đồng hoang vu, đường hiểm nạn và chỗ nguy nan đều có chư thiên thiện thần tướng đến ủng hộ, làm cho không sợ hãi. Khi ấy Tứ Thiên Vương và trời Đế Thích, Phạm Thiên Vương vân vân chắp tay cung kính đồng bạch Phật: nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng thuyết cho người, thì quyến thuộc chúng con thường theo hộ vệ, không để cho tất cả tai họa làm hại. Trời Đế Thích bạch Phật: thật kỳ lạ thay, kính bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, kính bạch Thiện Thệ, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này phụng thờ Bát Nhã Ba La Mật Đa và giữ gìn công đức pháp hiện tại như thế. Kính bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là giữ gìn đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi ấy Phật bảo trời Đế Thích: đúng như vậy, như lời ông nói. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng thuyết cho người thì đạt được công đức. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho ông. Trời Đế Thích thưa: cúi xin Thế Tôn chỉ dạy, chúng con ưa thích được nghe. Phật bảo Kiều Thi Ca: nếu có các phạm trí ngoại đạo xấu ác, hoặc các ác ma hay quyến thuộc của ma, hoặc những kẻ tăng thượng mạn hung ác khác, muốn làm những việc không lợi ích, kẻ đó vừa móng tâm liền gặp tai họa, nên sự mong muốn dần dần bị tiêu diệt, chẳng được kết quả. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này luôn trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng thuyết cho người, vì lẽ đó nên thường làm cho kẻ phát khởi tâm xấu ác, tự gặp tai họa, nên sự mong muốn không đạt kết quả. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này phụng thờ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đạt được những công đức, lợi ích, thù thắng như vậy, như có thuốc thần diệu tên là Mạt Kỳ. Công lực của thuốc này có thể làm tiêu trừ các độc. Diệu dược này để bất kỳ chỗ nào, các loài trùng độc chẳng thể đến gần được. Có con rắn độc lớn đói, bò đi kiếm ăn, gặp được sinh vật muốn đớp ăn. Sinh vật kia sợ chết, vội chạy tới chỗ thuốc thần diệu. Rắn nghe mùi thuốc, liền chạy trở lui,
Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thuốc hay này có đầy đủ oai thế lớn tiêu trừ các độc và làm lợi ích cho thân mạng. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa đầy đủ oai thế lớn cũng như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng thuyết cho người, thì những hạng người xấu ác muốn làm điều chẳng lợi ích cho người khác chắc chắn phải bị tiêu diệt, không làm gì được, vì oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể dẹp hết tất cả. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được bốn đại thiên vương và thiên chúng cùng các thần tiên khác thường đến ủng hộ, không để cho tất cả tai họa làm hại. Chư Phật và Bồ Tát cũng thường hộ niệm sự cầu như pháp đầy đủ hoàn toàn, lời nói oai nghiêm, mọi người nghe đều cung kính lãnh thọ. Họ nói lời đắn đo cân nhắc, chẳng nói lời huyên thuyên tạp nhạp, vững thờ bạn lành, rất biết báo ân, chẳng bị tham lam ganh ghét giận hờn, phiền não nịnh bợ kiêu căng gạt gẫm vân vân che lấp tâm. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa điều phục thân tâm, làm cho người đó xa lìa tâm tham sân si vân vân tùy miên ràng buộc. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhớ nghĩ đầy đủ chánh niệm chánh tri về từ bi hỷ xả, thường nghĩ ta không nên theo thế lực của tham lam phá giới giận dữ lười nhác tán loạn ngu si xoay chuyển. Nếu xoay chuyển theo nó thì bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự diệu tuệ của ta chẳng thành tựu. Muốn làm xinh đẹp và thanh tịnh sắc thân còn chẳng thể được, huống là đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì thế ta không nên xoay chuyển theo thế lực đó. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ tư duy như vậy thường được niệm chánh, các phiền não xấu ác không che lấp tâm họ. Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại biên chép giảng dạy cho người khác, thì được những công đức lợi ích thù thắng như vậy. Khi ấy trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là hiếm có, vì có thể điều phục Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm cao ngạo, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Khi ấy Phật bảo trời đế thích: Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là hiếm có thể điều phục Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm cao ngạo, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí? Trời đế thích thưa: Nếu các Bồ Tát không y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có phương tiện thiện xảo, nên tùy tu các pháp lành nhưng vẫn sanh tâm cao ngạo, không thể hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát thường y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có phương tiện thiện xảo, nên sự tu tập các pháp lành có thể điều phục tâm cao ngạo, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Phật bảo trời đế thích: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng bị tất cả tai họa làm hại. Hoặc ở quân ngũ khi chiến trận giao tranh, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, từ bi hộ niệm các hữu tình thì chẳng bị dao gậy giết hại. Đối với oán địch đều khởi tâm từ, giả sử khởi tâm ác tự nhiên lui bại. Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân này ở quân trận bị dao gậy cung tên làm chúng thương mất mạng thì hoàn toàn không có lẽ đó. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là chú đại thần, là chú vô thượng. Nếu ai có thể siêng năng tu học chú này thì không làm hại mình, không làm hại người, không hại cả hai, mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đây đạt được trí nhất thiết trí, quan sát hữu tình tâm hạnh sai khác, tùy nghi chuyển vận bánh xe pháp vô thượng, làm cho y như lời dạy mà tu hành, đạt được lợi ích lớn. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này để ở chỗ sạch sẽ, cung kính cúng dường, lại siêng năng thọ trì đọc tụng, thì nhân phi nhân vân vân muốn tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được, chỉ trừ nghiệp ác đời trước nên phải chịu. Kiều Thi Ca, ví như có người hoặc bàng sanh đi vào viện Bồ Đề Thọ hoặc đến bên viện kia thì nhân phi nhân vân vân chẳng thể làm hại được. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật ba đời đều ngồi ở chỗ này mà đắc đại bồ đề và công bố cho các hữu tình về sự không khiếp, không sợ, không oán, không hại, thân tâm an lạc. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa ở chỗ nào cũng như vậy, tất cả trời, rồng, A Tố Lạc, vân vân thường đến giữ gìn hộ vệ. Nên biết chỗ ấy chính là bảo tháp, tất cả hữu tình nên kính lễ, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, không nên tạm bỏ,
Vì sao? Kiều Thi Ca, vì đó là chỗ quay về nương tựa của các hữu tình vậy. Khi ấy trời đế thích bạch Phật: thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép bát nhã, ba la mật đa, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, sau khi Phật niết bàn, xây tháp trang sức bằng bảy báu xinh đẹp, dương báu đựng đầy xá lợi của Phật, đặt ở trong đó cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường. Hai sự việc đó, sự việc nào đạt được phước nhiều hơn? Phật bảo trời Đế Thích: ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. Ý ông thế nào? Sự đắc được trí nhất thiết trí, sự chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và sự nương cái thân của Như Lai là nương vào những đạo lý nào tu học mà được? Trời Đế Thích thưa: đều nương vào bát nhã ba la mật đa tu học mà được. Phật bảo trời Đế Thích: đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiều Thi Ca, chẳng phải chỉ đạt được thân tướng hảo nên gọi danh hiệu Như Lai ứng chánh đẳng giác, mà chính là do chứng đắc trí nhất thiết trí mới gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Kiều Thi Ca, Như Lai đắc trí nhất thiết trí là chính nhờ bát nhã ba la mật đa làm nhân nên phát sanh. Thân tướng hảo của Phật chỉ là chỗ nương, nếu không nương tựa thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Thế nên bát nhã ba la mật đa chính là cái nhân sanh ra trí nhất thiết trí. Muốn làm cho trí này hiện tiền, tiếp nối luôn, nên tu tập thân tướng hảo của Phật. Do nhân duyên này nên sau khi ta niết bàn, chư thiên, rồng, thần, nhân, phi nhân, vân vân cung kính xá lợi của ta. Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, thì chính là cúng dường trí nhất thiết trí và nương tựa thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi của Phật sau khi niết bàn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết trí và thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi đều lấy bát nhã ba la mật đa làm căn bản. Do vậy, này Kiều Thi Ca, người biên chép bát nhã ba la mật đa trang sức bằng các thứ xinh đẹp cung kính cúng dường, đạt được phước hơn phước dùng bảy báu xây tháp cúng dường xá lợi của Như Lai. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì cúng dường bát nhã ba la mật đa thì chính là cúng dường trí nhất thiết trí, thân tướng hảo và xá lợi của Phật vậy. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, người Châu Thiệm Bộ không thể biên chép thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật đa này, người kia lẽ nào không biết sự nói về công đức lợi ích thù thắng như thế? Phật bảo trời Đế Thích: ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. Ý ông thế nào? Trong Châu Thiệm Bộ có bao nhiêu người thành tựu sự chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng? Có bao nhiêu người đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến Bồ Đề của bậc độc giác? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng Bồ Đề? Trời Đế Thích thưa: trong Châu Thiệm Bộ có một số ít vị thành tựu ba chứng tịnh, càng ít vị đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, lại càng ít người phát tâm quyết định hướng đến Bồ Đề của bậc độc giác, lại càng ít người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Kiều Thi Ca, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiều Thi Ca, trong Châu Thiệm Bộ có rất ít người phát tâm quyết định hướng đến vô thượng Bồ Đề, trong ấy có một số ít vị đã phát tâm xong siêng năng tu học hướng đến hạnh Bồ Đề, trong ấy có một số ít vị khi siêng năng tu học hạnh Bồ Đề hết lòng tin nhận bát nhã ba la mật đa này, trong ấy có một số ít vị hết lòng tin nhận xong tu hành bát nhã ba la mật đa, trong ấy có một số ít vị đã tu hành xong lần lượt an trụ địa vị bất thối chuyển, trong ấy có một số ít vị trụ địa vị này xong mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Kiều Thi Ca, nếu các Bồ Tát nào đã được an trụ địa vị bất thối chuyển, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mới có thể hết lòng tin nhận bát nhã ba la mật đa, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, biên chép giảng thuyết. Kiều Thi Ca, vô lượng vô biên các loài hữu tình phát tâm Bồ Đề, trong số đó chỉ có 1, 2 hoặc 3 được trụ địa vị bất thối chuyển, còn phần nhiều lưu trụ địa vị thanh văn độc giác,
Vì thế nên biết, thiện nam tử vân vân phát tâm bồ đề tu hạnh bồ tát, muốn chủ địa vị bồ tát bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bị trở ngại thì nên biên chép lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa, cung kính cúng dường diễn thuyết cho người. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, các Bồ Tát này nên nghĩ, Như Lai xưa kia khi còn ở địa vị Bồ Tát, thường siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa như vậy, chúng ta cũng nên siêng năng tu học như vậy. Bát nhã ba la mật đa này là đại sư của chúng ta, ta theo đó học sự ước nguyện sẽ viên mãn. Kiều Thi Ca, tất cả Bồ Tát khi Phật còn trụ thế hoặc sau khi bát niết bàn, thường nên y chỉ bát nhã ba la mật đa sâu xa siêng năng tu học. Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân sau khi các đức Như Lai bát niết bàn, vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp và trang sức, xen lẫn bằng các thứ ngọc báu quý hiếm xinh đẹp, lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến ánh sáng của đèn trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do nhân duyên như vậy, được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo Kiều Thi Ca, có thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp và thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Kiều Thi Ca, để việc này qua một bên, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân sau khi các đức Như Lai bát niết bàn, vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp, trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý, đầy dẫy một châu thiệm vụ như vậy, hoặc bốn châu lớn, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc thế giới tam thiên đại thiên, đều đem các thứ tràng hoa trời tốt đẹp, cho đến ánh sáng của đèn trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật dạy Kiều Thi Ca, có thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được phước nhiều hơn trước vô lượng vô số. Kiều Thi Ca, để việc này qua một bên, giả sử các loài hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên đồng một lúc đều được thân người, mỗi mỗi người này vì cúng dường xá lợi của Phật nên sau khi các đức Như Lai bát niết bàn xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp, trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm xinh đẹp, như vậy mỗi mỗi đều đầy đủ cả thế giới tam thiên đại thiên, lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến ánh sáng của đèn trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ông thế nào, các hữu tình này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật dạy, Kiều Thi Ca, có thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được công đức càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Trời Đề Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nên biết đó chính là cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi trí nhất thiết trí của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Kính bạch Thế Tôn, để việc này qua một bên, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới, nhiều như cát sông Hằng trong mười phương, đồng một lúc đều được thân người, mỗi một người này vì cúng dường xá lợi của Phật, nên mỗi vị sau khi Như Lai bát niết bàn, đều xây tháp bằng bảy báu quý tốt và trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm. Mỗi mỗi thứ như thế đều đầy cả thế giới chư Phật như cát sông Hằng trong mười phương, lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp, cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, các hữu tình này do nhân duyên như vậy đạt được phước đức tuy là vô lượng, nhưng lại có thiện nam tử vân vân khác biên chép bát nhã ba la mật đa này, trang sức bằng các báu xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi,
thì đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích, đúng như vậy như lời ông nói. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, công đức căn lành cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa, vô lượng vô biên, không thể tính kể, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh trí nhất thiết trí của Như Lai ứng chánh đẳng giác. Trí nhất thiết trí của Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể sanh ra xá lợi của chư Phật. Thế nên kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đạt được phước hơn trước